tử vi thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày vn 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo nói rằng Bạch Dương sẽ thể hiện trái tim ấm áp và sự phấn khích trước những con người mới. Bạn tự hào về năng lực của bản thân và hành xử như một người đứng đầu của cơ quan, tập thể. Kinh nghiệm sẽ giúp bạn có được những hướng giải quyết công việc hiệu quả tốt nhất. Sự chăm chỉ sẽ giúp bạn có được điểm cao nhất ở lớp đây là thời gian để vui chơi sáng tạo cùng con cái bạn bè và tận hưởng cuộc sống bạch dương sẽ nhận được niềm vui bất ngờ từ một người bạn mới hôm nay là ngày của sự vui vẻ và chân thành lên ngôi bất kể thời tiết có ra sao thì hãy đi ra ngoài và tận hưởng cuộc sống bởi vì chẳng có ngày nào thích hợp hơn ngày hôm nay đâu những bạn có đường hô hấp kém thì nên đeo khẩu trang loại tốt một chút con số may mắn của Bạch Dương ngày 21 tháng 12 năm 2022 là 11 và 21. Hai, cung kim nhiêu tử vi ngày 21 tháng 12 năm 2022 cho biết kim nhiêu có thể hơi căng thẳng và nghiêm khắc với bản thân kèm theo sự phân tâm, lờ đẩy. Bạn không tập trung trong công việc. Tâm hồn bị gió thổi bay đi đâu mất nên dễ xảy ra sai sót trong học tập và làm việc. Bạn đã cố gắng hết sức để hoàn thành công việc thật sớm nhưng rốt cuộc thì vẫn phải cố ở lại để làm thêm giờ. Tuy nhiên, mặt tình cảm lại nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ người nhà. Hãy trân trọng những khoảnh khắc được sum vầy cùng gia đình, đó là điều rất quý giá. Về tình cảm, các cặp đôi sẽ có một ngày tràn ngập hạnh phúc. Bạn còn được truyền cảm hứng từ nửa kia để cố gắng hoàn thiện bản thân. Kim Ngưu là chòm sao ham ăn ham uống nhưng vẫn biết cách điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và tập luyện nên cơ thể vẫn khỏe khoắn, dẻo dai. Các chòm sao khác nên học tập Ngưu ở điểm này. Con số may mắn của Kim Ngưu ngày 21 tháng 12 năm 2022 là 75 và 88. ba cung song tử song tử khá mơ mộng có nhu cầu làm đẹp nhiều hơn bình thường bạn nên chăm sóc cho sự nghiệp của mình nhiều hơn nữa dường như trong công việc dễ có những xung đột xảy đến với bạn nếu làm việc nhóm hay học nhóm thì hôm nay khó có thể đạt được như ý đôi bên dễ có tranh cãi chỉ có bản thân bạn mới có thể giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn động trong chuyện bạn bè yêu đương có thể bạn không để ý nhưng một trong những chìa khóa để một người sống thọ hơn chính là quan tâm chăm sóc cho người khác đừng chỉ sống cho riêng mình nhé thư giãn nghe nhạc gần gũi với thiên nhiên hoặc nghỉ ngơi có thể giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn hôm nay nên tranh thủ thời gian rảnh ra ngoài làm cốc trà nóng để lấy lại tinh thần con số may mắn của song tử ngày 21 tháng 12 năm 2022 là 87 và 99. 4. Cung cự giải bói tử vi trực tuyến 12 cung hoàng đạo, cự giải không còn nhút nhát, yếu đuối nữa mà trở nên mạnh mẽ và máu chiến hơn rất nhiều. Tròm sao này có khá nhiều việc phải lo toan nhưng nó không thể làm bạn xuống tinh thần bạn đang hòa hợp với những mong muốn và bản năng tự nhiên của mình cua khá may mắn khi nhận được sự yêu ái từ chính đồng nghiệp của mình trong tình yêu bạn có thể chủ động hơn một chút để bật đèn xanh cho người mình thích có thể bạn không đủ tinh tế hay khéo tay nhưng quan trọng hơn cả là tấm lòng đó mới là nét đáng yêu của bạn chòm sao này nên chịu khó vận động nhiều hơn để xương khớp dẻo dai vì nhiều bạn có thói quen nằm ì một chỗ hoặc do tính chất công việc nên ngồi quá lâu khiến cuộc sống nhức mỏi. Con số may mắn của cự giải ngày 21 tháng 12 năm 2022 là 80 và 99. Nam, cung sư tử sư tử học được cách thấu hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của những người xung quanh, thái độ sống tốt hơn và tinh thần vui vẻ hơn bạn cảm thấy vui vẻ khi được làm những công việc mình thích bạn có lên các kế hoạch công việc khá tốt nhưng sẽ tiêu tốn khá nhiều sức lực năng lượng của mình hãy trở nên thật cẩn thận thực tế nghĩ ra những phương thức hiệu quả nhất để giải quyết công việc những người đã yên bề gia thất cảm thấy vô cùng hào hứng khi bầu không khí trong nhà rất vui vẻ thoải mái và có được sự gắn kết bạn hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống của bạn bè người thương Leo đóng vai trò là vitamin vui vẻ trong cuộc sống của họ. Cung hoàng đạo này nên quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe mình mình. Nghỉ ngơi và sử dụng thực phẩm an toàn đảm bảo chất lượng tốt nhất. Các bạn trẻ nên học nấu ăn, đừng ăn ngoài nữa. Con số may mắn của sư tử ngày 21 tháng 12 năm 2022 là 88 và 91. 6. Cung xử nữ sử nữ có cảm giác chán nản hoặc buông bỏ một thứ gì đó, bản thân bạn đang bị giới hạn. Bạn không thể phát huy hết khả năng của mình trong công việc nên hiệu suất không cao. Bạn đã không thể hoàn thành tốt công việc dù tốc độ khá nhanh. Bạn nên tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình thì mọi thứ sẽ tốt hơn đấy cung hoàng đạo này dễ bị ảnh hưởng bởi những vết thương mà người cũ để lại nên khá khép kín và lạnh lùng với mọi người xung quanh bạn có nhu cầu muốn được bảo vệ được ôm ấp trong tình yêu thương của một ai đó cho bạn cảm giác an toàn không nên làm việc quá sức chờ ăn quá muộn tắm quá lâu đôi lúc bạn cần nghỉ ngơi vì đó là lúc giúp thúc đẩy tư duy sáng tạo và trí tuệ của bạn Hãy thả lòng tâm trí để bản thân thỏa sức sáng tạo. Con số may mắn của sử nữ ngày 21 tháng 12 năm 2022 là 02 và 62. 7. Cung Thiên Bình tử vi ngày 21 tháng 12 năm 2022 của 12 chòm sao nói rằng Thiên Bình thiếu kiên nhẫn, khó khăn trong tất cả các mối quan hệ hôm nay bạn không có tinh thần làm việc hứng khởi như mọi ngày bình nhi đừng quá lo lắng về công sức mình bỏ ra nhé cố gắng lên nào mọi nỗ lực của bạn vào hôm nay sẽ đều được những người xung quanh chú ý và tôn trọng bạn có suy nghĩ sẽ chỉ yêu những người đem lại cho mình cảm giác an toàn và thoải mái không nhất thiết người ấy phải có vẻ ngoài đẹp đẽ người ở cùng gia đình cảm thấy khó chịu và mong muốn sớm được tự do Hãy biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, không quan tâm sức khỏe mà cứ ngày ngày làm tăng ca. Dồn hết mọi khả năng vào làm việc sẽ chỉ khiến bạn sớm kiệt sức mà thôi. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 21 tháng 12 năm 2022 là 87 và 99. 8 cung bọ cặp bọ cặp hạn chế nói nhiều tốt nhất là nên im lặng chỉ nói những gì cần nói kẻo rước họa vào thân đấy nhé bạn gặp khó khăn khi làm các công việc cần tư duy cảm xúc bạn làm việc rất quả quyết và dứt khoát nhưng chính vì điều đó khiến bạn trở nên căng thẳng dễ sai sót chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó nên cứ bình tĩnh mà làm đừng vội vàng quá mối quan hệ của bạn với gia đình của bạn và nửa kia đang bước vào một giai đoạn mới căng thẳng hơn đã từ rất lâu rồi bạn không còn cảm giác muốn ra ngoài hòa nhập với bạn bè nữa điều đó khiến bạn vô cùng lo lắng khi không biết nó sẽ kéo dài tới bao giờ hôm nay bạn thực sự xứng đáng những giờ phút trốn thoát khỏi cuộc sống ồn ào hào nhoáng xung quanh mình Cuối ngày nên tự thưởng cho mình một loại nước ép mà bản thân yêu thích, vừa đẹp da vừa khiến tinh thần vui vẻ. Con số may mắn của bọ cạp ngày 21 tháng 12 năm 2022 là 76 và 82. 9. Công nhân mã nhân mã có khả năng hợp tác và lắng nghe trong công việc khiến nhiều người quý mến. Tròm sao này giàu trí tưởng tượng và sáng tạo thậm chí bạn còn có tài văn thơ khá bay bổng trong hôm nay đấy những bạn làm truyền thông viết lách like, nghệ thuật sẽ có lợi nhân mã khá may mắn trong chuyện tình cảm khi nhận được sự yêu mến của nhiều người bạn dễ lọt vào mắt xanh của người khác phái nhân cơ hội này hãy lựa chọn đối tượng phù hợp với mình để kết thúc cuộc sống ế ẩm dài ngày nhé nên ăn chín uống sôi hạn chế ăn thực phẩm sống không có lợi cho dạ dày yếu ớt của bạn. Hôm nay nên ăn nhiều rau củ quả và thịt đỏ nhiều hơn để tiếp thêm năng lượng cho ngày hôm sau. Con số may mắn của nhân mã ngày 21 tháng 12 năm 2022 là 87 và 90. Mười cung ma kết tử vi hàng ngày 12 chòm sao nói rằng ma kết đang thể hiện bản thân rõ ràng hơn và có nhiều khả năng hướng dẫn người khác. Bạn vốn dĩ có tính nghiêm túc. Quy củ nên làm việc nào cũng rất nhanh nhẹn và gọn gàng hơn người khác. Bạn thường quan sát cẩn thận về mọi việc, mọi người trước khi đưa ra kết luận. Dù ở trong tập thể nào thì bạn vẫn là thành viên đáng tin cậy nhất. Hãy lên kế hoạch cho những kỳ nghỉ dài ngày bên cạnh người ấy. Trong tình cảm chớ nên nóng vội kẻo khiến người ta chạy mất dép. Người đã lập gia đình đừng vì một giây phút say nắng mà quên đi người chung chăn chung gối với mình đang ở nhà chờ bạn trở về. Hãy cứ duy trì thói quen tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Bạn có cơ thể khỏe khoắn và nở nang nhưng bạn không biết tận dụng nó, nhiều bạn có mỡ thừa là do quá lười vận động. Con số may mắn của ma kết ngày 21 tháng 12 năm 2022 là 18 và 74. Mười một, cung bảo bình bảo bình chịu ảnh hưởng khá nhiều từ sự dạy dỗ của cha mẹ, bạn có xu hướng nghiêng về gia đình nhiều hơn trong ngày này. Những chuyện rắc rối trong công việc và ở trường học đã khiến bạn rất mệt mỏi nhưng bạn tin tưởng rằng bạn hoàn toàn có thể giải quyết nhanh thôi khi có gia đình ở bên canh dù ban đầu chúng có thể khiến bạn cảm giác khó chịu một chút hôm nay bạn trải qua nhiều sự kiện tích cực có thể bạn sẽ nhận được một lời tỏ tình bất ngờ hoặc được nửa kia mua cho một món đồ mình luôn mong muốn từ lâu nếu có quá nhiều việc chưa gỡ rối được bạn nên tìm tới sự giúp đỡ của người thân chòm sao này nên chăm sóc cho vẻ ngoài của mình nhiều hơn từ làn da đến mái tóc. Nên dùng các sản phẩm có xuất xứ từ thiên nhiên. An toàn và lành tính để lỡ có dị ứng thì vẫn có thể chữa được rất nhanh. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 21 tháng 12 năm 2022 là 86 và 98. 12 Cung Song Ngư Tử Vi phương Tây 12 cung Hoàng đạo dự báo Song Ngư cởi mở, hài hòa hơn thường ngày và đó là lý do khiến bạn đón nhận ý kiến của người khác một cách vô tư, thoải mái. Vũ trụ khuyến khích bạn học thêm kỹ năng mới, nâng cao kiến thức ở một lĩnh vực nào đó mà nó có thể giúp bạn tự hào về bản thân. Song Ngư nên kiềm chế sự nóng giận của mình. Đừng bốc đồng mà mắng mỏ người khác quá đáng nhé. Chuyện tình yêu có những điều không ai hiểu được nên khắc cốt ghi tâm rằng, một khi đã yêu ai đó, đừng bao giờ bỏ quên hoặc hờ hững với họ. Những lợi ích to lớn của việc vận động mang lại cho sức khỏe thì ai cũng biết, nhưng không đồng nghĩa là bạn sẽ phải tập luyện mỗi ngày. Nếu không có nhiều thời gian, bạn chỉ cần tập 3 lần một tuần cũng đủ tốt rồi. Con số may mắn của song ngư ngày 21 tháng 12 năm 2022 là 75 và 88.